Ha ha. Rồi, mấy cục cưng đâu? Mấy cục cưng đâu? Lại đây. Cu 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 cu. Đó là con, nay đói thiệt là phải không? Nó đói thiệt là phải không? Hey, hey. Đói thiệt là phải không? Còn phía bên kia nữa cho nó qua luôn. Qua luôn. Cô. Kia nữa qua luôn tụi con ơi, tập hợp chỗ đây. Tập hợp qua đó, dẫn đường cái tụi con tập hợp qua, phải nhập một một nhóm vô, nhập vô cô, nhập vô nè. Đi lủng đỉnh lủng đỉnh, mắc ghét không, mắc ghét không, không chịu nhập phải không, không chịu nhập là không cho ăn nha. Nhập vô ghét không nè. Đó, xong lắng qua đất đây đi rồi con ơi, đừng có chia mẹ nữa, xong lắng qua, xong lắng qua, xong lắng qua rồi con ơi, xong qua, xong lắng qua. Ghét không, đi đụng định đụng định, mắc ghét không, xong lắng qua, xong lắng qua, tập hợp xong lắng qua tụi con ơi. Đó, xong lắng qua, xong lắng qua, xong lắng qua tụi con ơi. Qua đây, qua đây, qua đây, xong lắng qua, xong lắng qua. Đó, đi đi đi, xong lắng qua, xong lắng qua, đây không có sợ gì hết, đi xong lắng qua. Xong lắng qua, dẫn nguyên nguyên đàn xong lắng qua tụi con ơi nè, xong lắng qua, xong lắng qua nè. Đó, đâu bên đây nó đông quá nè, quấn đâu đáp lắc cà, quấn lộn vô. Xong lắng qua tụi con ơi. Đó, tụi bay chia rẽ phải qua hết mới cho ăn, xong lắng qua. Xếp lá cà vô tụi con ơi, xếp lá cà vô. Xong lắng qua, xong lắng qua. Đó, nhào vô. Đó. Nhào qua, xong lắng qua, xong lắng qua. Đó. Xong lắng qua, xong lắng qua, hết chưa, xong lắng qua. Đó, xong lắng qua tụi con là xong lắng qua. Hết chưa, đủ hết chưa, hai bên nhập ra có sắp mắng qua chưa. Thôi không có cắn lộn nè, tao muốn cho tao đó 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 đó, dữ quá, dữ quá. Đã đầu không có tóc rồi mà còn đá với nhau nữa, đầu sắc kẹt khắc lẻm với nhau mà còn cắn nhau nữa. Tối cha tụi bay đã đầu trụi rồi mà còn cắn nhau, đầu trụi rồi mà còn cắn nhau à. Phải mà có lâu có ra có râu có tóc thì không nói, đã đầu đầu trụi mà còn cắn nhau, đầu trụi đã đầu trụi mà đã đầu có tóc mà cắn nhau.
Tổ cha tổ trội 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 ra mà còn cắn nhau kỳ cục không. Tổ cha mấy thằng đầu trội, tổ cha mấy con đầu trội, đá đầu trội mà còn cắn nhau. Bởi vậy tụi con kiếp trước tụi con làm thầy chùa đó, có mấy đứa làm thầy chùa đó, cắn nhau mới giờ mới thành ra cái đầu vậy đó. Cái đầu tóc sắc lẻm vậy đó, mà cũng còn cắn, giờ cũng còn cắn nhau nữa à. Chừng nào tụi con hết cái nghiệp đó đây, hả? Hử? Hử? Chừng nào hết nghiệp đó, ở đầu trụi rồi còn cắn nhau nữa à. Ghét quá, cắn nhau không cho ăn. Cắn nhau không cho ăn. Ghét quá, cắn nhau rồi không thèm cho ăn nữa đâu. Còn đầy đây nè mà không thèm cho ăn nè, chứ đã giờ là xong súc sanh rồi mà còn cắn nhau nữa. Đã giữ không, giữ không, giữ không, nó đầu tóc sắc lẻm rồi mà còn cắn nhau, còn nắm lông giật nữa. Tổ cha tụi bay gà chớn rồi, không mơ không cho ăn nữa đâu. Bây giờ cho nguyên cái đó ăn được nó ăn, cắn nhau đi, cắn nhau cho đã đi. Đó làm thầy chùa cắn nhau mới thành con vịt như thế này nè, mà cũng còn cắn nhau nữa à. Bực mình quá, cho tụi con ăn mà tụi con cắn nhau bực mình quá. Nữa cắn nữa, đã không có tóc mà còn cắn nhau, không có cắn đó, đó coi vậy đó, coi vậy đó, nhập vô hai đảng đi mà cũng không chịu mà cắn nhau vậy nè, bực mình quá. Bởi làm thầy chùa đấu đá nhau cho nên kiếp này mới thành dịch đó, mà cũng không có chịu bỏ nữa, không chịu bỏ cái tánh đó, vậy cùng nắm đầu cắn nhau. Cái mỏ con cắn cái đầu nó được hả? Bực mình hết muốn cho ăn rồi. Bởi hồi xưa mấy ông thầy chùa đấu đá nhau Phật mới bỏ vô rừng đó. Nó tụi con hay. Đấu đá nhau ghét không? Không muốn cho ăn luôn á. Ăn mà cũng đá nhau mà chia ranh giới rồi. Cái đầu thì tóc sắc lẻm mà cắn nhau.
cái đầu đã tóc sắc lẻ mà còn cắn đá 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 vậy đó hả, vậy đó vậy sao biểu cho ăn nữa, vậy đó hết muốn cho ăn rồi. Đó, 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 đá cho nữa đi, đá cho nữa đi. Đó, 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 đá nhau đi, đá, đó. Phải thương nhau chứ, cùng đồng loại phải thương nhau chứ, phải không? Nó từng làm con người, từng làm thầy chùa, cạo đầu sát lẻm mà còn cứ đá nhau rồi để ta cuối cùng rồi thành dịch, thành dịch rồi mà cũng không bỏ tật đó nữa, phải không? Đó, 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 đá nữa đi, đá nữa đi, đá nữa đi. Đá, đá nữa đi, đá nữa đi, đá đi. Đá đi. Ừ? Thèm chảy nước miếng hả con đó? Đó, thèm chảy nước miếng ha. Thôi nghe, rầy rồi đừng có đá nhau nữa nha con nghe, thương nhau nghe. Đó, mới nói nha. Đó, 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 mới nói cắn nhau. Đó, 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 thôi. Con nó dữ quá đi. Đó, con dữ nó hả hồng nó đá ta. Hả hồng đá ta vậy nó dữ quá đi. Nè, 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 ta trội ngay cái đầu ngươi nè, 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 ta trội ngay cái đầu nè. Nè, nè, dữ nè, đó, dữ nè. Chối ngay cái đầu này, giữ nè, giữ nè, giữ nè, giữ nè, giữ nè. Đó, đó, coi đó, coi đó, giữ nó cắn người ta. Giữ vậy đó, nó giữ nó là thủ lĩnh của vùng nó. Người ta qua nó không cho người ta ăn chung. Đó, coi đó, coi trời nó đá vậy, nó phân biệt vậy đó. Giữ quá trời giữ đó, coi đó. Nó không thèm ăn mà nó đi nó cắn, nó đá, nó chia làm hai phe vậy đó. Đó, thấy không, giữ vậy đó. Đó, 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 dữ quá trời dữ, dữ quá, đó, 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 một mình đó mà nó đá kịch liệt hết trơn rồi đó, đó dữ hết sức dữ không, dữ quá trời dữ mà, nó đá kịch liệt hết trơn trời. Dữ quá, không cho người ta ăn gì hết.
Cái nghiệp tụi con nặng quá. Cái nghiệp gì mà nặng quá, dữ quá, bởi đã mang lông rồi mà còn dữ, chừng nào thành người con? Hả? Đứa nào hiền là mau hết kiếp, đứa nào dữ là coi như thành dịch đó, thành dịch hoài luôn á, đúng không? Cũng như con người mà ai mà hiền á thì không thành dịch, chứ ai mà dữ cũng thành dịch đó. Đó thấy không? Đó giữ vậy đó. Giữ vậy cho nên chừng nào tụi con hết kiếp hả? Hiền đi đừng hết tội, hết cái tội sớm mà thành người. Dữ quá. Hiền cái tội nghiệp không? Không giữ cái con ha, ở gần thầy cưng cái con ha. Con hen đừng có giữ như mấy kia đó, ăn no dí nha, cho nó dí đi, nó dí đi. Đứa nào hiền ở gần ta ta cho ăn. Nó cho bỏ tạc lên nó dí đi, cho nó dí đi. Dí cắn đi, kệ nó. Giữ quá cho cắn ở gần ta ta cho con ăn ha. Hiền vậy đó, đừng có thèm ai làm gì làm hết con he. Ha. Nghe không? Ở gần ta ăn no đi thoải mái vậy không? Nghe con he, đó. À, cho nó ngoài nó dí nhau đi con, kệ nó dí nhau. Ngu nó vậy đó con thấy không, đó nó ngu á. Nó ngu nó đá nhau, nó đánh không có tóc mà nó đá nhau đó con thấy không, đó. Nó ngu đó, nó ngu nó cắn nhau đó. Tụi con cứ vậy bình tĩnh, nó gần ta cho con ăn nhiều he. Thấy không? Ừ. Đó nè con, ừ. Hít hà gì, he. Đã không? Đó, không có đá nhau ta cho con nhiều he. Ừ. Ừ, nghe con he. Đó, con nào cắn tổng cho ăn nè. Ừ, con he. Đó, đó, cái con này nè, cái con này nè, cái con dữ nè. Con dữ nè, mày cứ mày nè, mày cắn hoài nè. Đó, đó, đó. Ừ, người ta cho ăn nhiều nè. Cứ nào xung quanh ta cho ăn nè. Đó, 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 nó cắn đi, nó cắn đi. Cho nó đá đi. Đã đậu quá tóc mà cho nó đá cho nó trắng trạc hết trên đi. Kệ mẹ nó. Nghe con he. Ở gần ta cho con ăn he. Đó cho nó đá đi. Kệ ta ghét rồi tao cho nó đâu. Đá đi ăn nó đi. Đá nhau đi. Đá nhau hồi nó đói à. He. He. Mấy đứa hiền ở gần ta ăn đã luôn. Phải không? Ăn dư luôn nè đó. Cho nó bỏ tật. Cho bỏ tật nó giữ coi. Nó giữ quá trừng phạt á đi. Trừng phạt á đi, nó dữ quá. Con nào mà nhát quá cũng ngu ráng chịu. Nhào vô ta cho ăn rồi, hết rồi đó. Hết rồi, còn gần tới ta cho hả? Dữ quá cũng đói, mà hiền quá cũng đói. Chỉ bình tĩnh như tụi con vậy mới sung sướng hả? Ừ. À, nhát quá thì cũng thành ra ngu si. Mà dữ quá cũng ngu si hả con ha? Cho nên người đời ta nói đúng á. Không cũng chết, dạy cũng chết á. Biết là sống hay không? À, mấy con im liềm ở gần ta ăn no luôn, ăn ngán luôn, bỏ lại luôn hay không? Ừ. Nó cho bỏ tật nó hết dữ đi. Còn thứ nhút nhát quá cũng xử không xài gì được. Mà thứ dữ quá nó cũng phải chịu đói rồi đó. Dữ đi đó, đói đáng chịu. Thấy không? Ừ. Đó, ai đứa nào hiền ở gần ta, không hiền mà không dữ cho nên ăn đã luôn, ăn no luôn, ăn ngán luôn con ha. Ăn quả mứa cho nó tức chơi luôn ha. Ừ. Đó. Sống ở đời ta nên biết nên khôn, nghe không con he. Sống ở đời ta nên biết nên khôn. Đó, bố quá cho ăn ở trong một nơi đó. Lúc nào tập trung. Đó, đừng có dữ quá mà cũng đừng có hiền quá là ăn no hà.
Mà đứa nào như ngu quá, nhút nhát quá, đứa nào dữ quá là đói à, vậy à. Đó. Mấy thằng cà chớn là mấy thằng ngu quá nghe. Mấy thằng biết là mấy thằng sống quá. Mấy thằng dữ là mấy thằng ngu thấy bà nội à. Hèn càng he. Rồi, hết rồi. Rồi, thứ hai là nhiệm vụ ta đã làm xong nghe. Bây giờ ta chuẩn bị đi về nha. Cái gì hứa với tụi con là xong nghe. Cái gì hứa cho mấy đứa nhỏ đã xong nghe. Xong ngày thứ hai rồi. Xong ngày thứ hai rồi các vị ơi. Giờ kéo đi về. Ôi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Ô, chú Sóc ơi. Chú Sóc dễ thương đâu rồi? Nhảy tưng tưng. Nhảy tưng tưng ngồi dòm nước chảy. Chào hết trơn quý vị nghe, tôi lo tôi không có dòm trong màn hình, giờ này mới dòm màn hình đó. Chào hết nghe nghe ha ha, chào hết nghe, dễ thương các Phật tử quá. Đó, chào hết nghe, ai cũng mến hết trơn á nghe. Giờ nè tôi không có thương ai mà tôi cũng không có ghét ai hết trơn á nghe. À, sống cái tâm bình lặng, không thương mà không ghét. Trời bao la, đất bao la ha. Không thương ai mà cũng không ghét ai hết. Giờ thấy nước không? Các vị không thấy nước nó càng lên cao thì nó càng đổ xuống lẹ, thấy không? Đó cũng là pháp tu đó, nó càng lên cao thì nó càng đổ xuống lẹ đó, thấy không? Đó, mà nước nó cố gắng nó bắn lên cao chừng nào thì nó đổ xuống lẹ chừng đó đó. Thôi giờ bây giờ đi về nấu cơm ăn ha, và sắc bánh mì tía cho nó hết đang đi phơi. Chào hết trơn đại chúng nha, kính chúc quý vị đầu tuần vui vẻ. Kính quý vị đầu tuần vui vẻ nghe, và một tuần đầy ý nghĩa đẹp nghe. Đời người là chỉ là một giấc mơ thôi, là khách lữ hành thôi, cho nên cái chuyện gì cũng vui nhé. Chào hết tất cả đại chúng thân thương của ta, mà nói thương chứ không thương ai hết, mà không ghét ai hết à, cho nó thoải mái. Hello. À, thấy không? Thấy thương vũ trụ, thương bầu trời, thương hết cỏ cây hoa lá. À, cái là lòng mình nó thanh thản à.
Còn mình dính mắt á, mình thương, mình ghét, mình thương á là Phật. Còn thương đây á, là thương gọi là đa tình thị Phật tâm. Dạ, Thanh Kiều. How are you? Dạ, phải Thanh Kiều à. You sound high. Dạ, You sound high, Mitchell. nghe bông già. You said you're videoing us. Hello. Can you wave to the camera? Hello. Can you wave? Yeah. Wave to the camera. That's my buddy. Sự không có gì thấy tội không, thấy người Mỹ không, ta lượm mấy cái túi mũ tôi đi gắp túi mũ vậy đó, ta sợ nó túi mũ nó không có mục quá, nó lâu mục quá, trời thấy tẩy thức không, thấy ông già không đó, thấy tội không có gì thấy không, bởi vậy cho nên nó có ý thức vậy đó, thấy đau thấy xót không, tôi chưa làm được điều đó đó, thấy vậy là môn tôi bắt chước tôi làm đó, thấy không đó, người ta chơi với chơi dẫn cháu người ta đi chơi mà ta đi lượm sẵn thời gian ta đi ta lượm đi. Ô có lý rồi, bữa nào tôi đi làm cái này nè đó, tôi cũng xách cái thùng tôi đi lượm tôi mũ trong mấy công viên gì nè, đặng cho nó đừng có không đó, thấy chưa tội nghiệp không đó. Ô bởi vậy á, có những người vậy người ta còn hơn là những người tu miệng nữa đó, ta làm chuyện thực tế các chị thấy không. Ô cũng là một cái hay. Ô quan hỷ vô cùng. Rồi, thôi tôi chào các vị nghe. Nam mô Phật. Chào hết đại chúng nghe.